Tình trạng lợi bị sưng đỏ, dễ chảy máu khi ăn, khi đánh răng hoặc ngay cả khi nói chuyện bình thường kèm theo mùi hôi khó chịu là những triệu chứng của cái bệnh viêm lợi. Và viêm lợi được hình thành có thể là do cao răng và các mảng bám tồn tại lâu trong miệng ở các chân và kẽ răng cùng với các vi khuẩn gây bệnh. Viêm lợi làm cái bệnh lý răng miệng thường gặp nhưng lại dễ bị bỏ qua, và nếu không được điều trị viêm lợi thì có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe. Và bác sĩ Cường sau hơn 10 năm làm việc trong ngành nha khoa thì đã chứng kiến không ít những cái ca biến chứng của cái hiện tượng viêm lợi, từ nhẹ thì dẫn đến hiện tượng chảy máu, còn những trường hợp nặng thì có thể là dẫn đến những cái biến chứng nhiễm trùng. Vậy nguyên nhân của viêm lợi do đâu? Nguyên nhân của viêm lợi thì có thể chia làm hai nhóm nguyên nhân chính: nguyên nhân toàn thân và nguyên nhân tại chỗ. Thì đầu tiên là nhóm nguyên nhân tại chỗ gây viêm lợi, nổi bật nhất chính là nguyên nhân xuất phát từ tình trạng vệ sinh răng miệng kém. Và khi vệ sinh răng miệng kém thì răng sẽ xuất hiện nhiều mảng bám và cao răng. Ở lúc này thì trên hệ thống mảng bám và cao răng thì vi khuẩn sẽ phát triển, sinh sôi mạnh mẽ và dẫn đến cái cấu trúc mô lợi xung quanh bị phá hủy. Từ đó xuất hiện tình trạng viêm lợi. Cái mức độ viêm lợi nặng hay nhẹ ở mỗi bệnh nhân sẽ tùy thuộc vào cái tình trạng mảng bám cao răng nhiều hay ít. Và nếu vệ sinh răng miệng kém và không lấy cao răng định kỳ thì sẽ rất dễ dẫn đến cái tình trạng viêm lợi. Và tại hệ thống nha khoa của bác sĩ Cường thì luôn lấy cao răng miễn phí cho các khách hàng. Nên đừng bao giờ để cao răng lâu quá mà dẫn đến cái tình trạng viêm lợi các bạn nhé. Còn nhóm nguyên nhân toàn thân đó là những người bị suy giảm chức năng miễn dịch, như là những bệnh nhân bị ung thư này, bệnh nhân bị đái tháo đường này. Lúc này thì cái tình trạng niêm mạc miệng yếu và dễ bị viêm lợi hơn so với người bình thường. Và người ta hay nói là dậu đổ thì bìm leo, thì cũng cấm có sai các bác nhé. Khi mà chúng ta bị ốm, bị sốt virus thì nếu như răng miệng chúng ta vệ sinh kém một chút thôi là bị nhiệt miệng, là viêm xuất hiện ngay. Tuy nhiên nhiều người khá coi thường tình trạng viêm lợi, hoặc nhiều người không biết đó là cái tình trạng viêm lợi gây ra. Hậu quả sau này thì sẽ tương đối là nghiêm trọng. Và biểu hiện viêm lợi như thế nào thì triệu chứng của viêm lợi sẽ tùy thuộc vào mức độ nặng hay nhẹ. Dấu hiệu của viêm lợi theo các mức độ như sau: ở mức độ nhẹ thì màu sắc của lợi sẽ thay đổi sậm hơn so với màu hồng nhạt ở lợi khỏe mạnh. Ở mức độ nặng hơn thì lợi thì có thể có dấu hiệu là sung huyết, phù nề, và bệnh nhân có thể tự quan sát thấy niêm mạc lợi bị sưng phồng lên. Ở mức độ nặng hơn thì tổ chức viêm lợi có thể chảy máu dễ dàng khi bị chạm nhẹ vào. Trường hợp nặng hơn thì là chảy máu một cách tự nhiên và có thể có điểm chảy máu ở vùng niêm mạc lợi. Vậy thì điều trị thế nào? Khi điều trị viêm lợi thì bệnh nhân có thể dùng kết hợp với thuốc điều trị toàn thân hay tại chỗ. Bên cạnh đó, kết hợp với việc dùng nước súc miệng tốt cho tình trạng viêm nhiễm ở khoang miệng, bác sĩ Cường hay ưu tiên chọn các dòng nước súc miệng có chứa chloracidin 0,12% trong những cái trường hợp này, và tác dụng của nó sẽ điều trị nhanh và hiệu quả hơn. Và trong các trường hợp viêm lợi cấp thì có thể dùng kèm với kháng sinh để bôi tại chỗ. Để bệnh viêm lợi nhanh khỏi thì các bạn cần thực hiện cái chế độ vệ sinh răng miệng sạch sẽ kết hợp với việc dùng nước súc miệng hàng ngày. Và để phòng ngừa bệnh viêm lợi và hạn chế mà bệnh tái phát thì chúng ta cần chải răng đúng cách, và chải răng bằng cách xoay tròn bàn chải tại chỗ để bàn chải 45 độ và đủ thời gian theo khuyến cáo. Chải răng ít nhất là 2 lần một ngày sau mỗi bữa ăn để tránh tạo ra mảng bám. Và việc làm cho bề mặt răng sạch sẽ hạn chế được cái nó sẽ giúp hạn chế vi khuẩn phát triển. Và đây là lưu ý cực kỳ quan trọng, bởi việc vệ sinh răng miệng là một việc hàng ngày cần làm nhưng lại không được mọi người chú trọng. Và bác sĩ Cường đã có một cái video hướng dẫn về cách đánh răng rất là kỹ, mọi người có thể tìm lại nhé. Và chỉ cần gõ vào ô tìm kiếm hướng dẫn đánh răng của bác sĩ Cường thì sẽ ra video này. Và đương nhiên những cái người mà dễ bị viêm lợi thì chúng ta cần lấy cao răng định kỳ theo chỉ định của bác sĩ, có thể là 3-6 tháng cần phải lấy. Ngoài ra với người bình thường thì có thể là 6-12 tháng. Với một số bệnh nhân thì dùng thuốc toàn thân như là cái thuốc trầm cảm, thuốc kháng histamine hoặc là một số thuốc để điều trị cao huyết áp thì cũng có thể gây ra tình trạng khô miệng dẫn đến viêm lợi. Và lúc này thì bệnh nhân cần báo với bác sĩ điều trị để kết hợp các chuyên khoa trong điều trị. Viêm lợi nếu không điều trị kịp thời thì có thể gây áp xe tại chỗ, mưng mủ và nhiễm trùng gây đau nhức. Việc viêm nhiễm nặng tạo ra những cái tổ chức tổn thương, và nếu áp xe lâu ngày không được điều trị thì sẽ gây hoại tử ở vùng lợi và tổn thương cả xương hàm. Đồng thời quá trình viêm nhiễm nặng lâu ngày không được điều trị có thể lan đến tổ chức xương và quanh răng, và điều này có thể gây ra cái tình trạng tiêu xương, tụt lợi, lung lay răng và nhanh chóng rụng răng. Một số bệnh nhân vệ sinh răng miệng kém thì gây tụt lợi hở chân răng lâu ngày dẫn đến tiêu ổ răng, và nặng hơn nữa thì cái tiêu xương tụt lợi có thể dẫn đến việc răng bị lung lay hoại tử. Do vậy là chúng ta đừng chủ quan khi bị tình trạng viêm lợi và hãy tới bác sĩ khi thấy các biểu hiện bất thường trong khoang miệng của mình nhé. Và hàm răng chắc khỏe, chúng ta sẽ ăn nhai tốt, chất lượng cuộc sống sẽ tốt hơn, đúng không nào? Và đừng quên đăng ký kênh bác sĩ Cường để chúng ta gặp lại nhau nhiều hơn mỗi ngày. Và bác sĩ Cường xin chào và hẹn gặp lại. Cơ sở 1 Dr. Cường Dental, 28 Phố Gốm, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại 0974 598 669. Cơ sở 2 Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook Nha khoa Eco Dental, Eco Park.
Điện thoại 0965 485 669. Cơ sở 3 Ocean Dental, mặt trong tòa S208, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Ocean, Vinhomes Ocean Park. Số điện thoại 0968 888 105. Website dcdental.com.